Em xin chào cả nhà. Hôm qua sau khi mà nghe cái chị Caroline nói về cái tiền Helen giữ của anh Quyền đó, thì Helen nghĩ chắc cũng dàn xếp xong. Tại vì có thể là chị đó không có hiểu rõ ý của Helen thôi. Nhưng hôm nay sau khi Helen lại nghe cái video clip của Huệ Trung nữa, thì cũng vẫn là cái vấn đề của anh Quyền với số tiền 500. Nói chung lúc đầu thì cũng có một vài người ở trên cộng đồng mạng đã nhắc nhở Helen là hãy cẩn thận nghe, đừng có tin người quá. Helen xin cảm ơn và Helen xin nhận lỗi là Helen lúc đó Helen không có nghe. Helen nói là chắc Helen chỉ nghĩ là chắc không đến nỗi đâu, tại vì cái tánh của Helen nó thì thật thà lắm. Ai làm cái gì Helen cũng nghĩ họ sẽ suy nghĩ giống mình thôi. Chuyện người nào ra chuyện người đó, chứ không có phải là quơ đũa cả nắm, cả nhà hiểu không? Thì trong cái đoạn video của chị Caroline á, mà cái clip nói về anh Mía đã ổn rồi còn anh Quyền gì đó, thì cái đoạn khoảng chừng vào phút 24.48 thì chị Caroline á có lầu đau cái khúc đó, thì chị Caroline mới có mở cái đoạn băng của Huệ Trung. Huệ Trung có nói là anh Quyền qua bên New York chỉ có một đôi giày thôi, mà đôi giày đó cũ gì mang không được gì đó. Dạ thưa, đôi giày đó mới mua ở Walmart. Tại vì lúc đó Huệ Trung gửi tiền qua, thì Huệ Trung có nói là Huệ Trung có hỏi là anh Quyền có cần gì thì cứ mua cho anh. Thì Helen sẽ đính chính rõ lại cái vấn đề lúc đầu Huệ Trung gửi 200 tên anh Quyền. Ok, Huệ Trung nhờ Helen chở anh Quyền đi lấy, tại anh Quyền không có xe, không có điện thoại, thì Huệ Trung phải qua Helen trung gian để giúp anh Quyền. Thì Helen có chở anh Quyền ra Walmart lấy 200 đó, xong thì anh Quyền giữ 200 đó. Còn 500 sao á, Huệ Trung cũng gửi tên của anh Quyền đó. Thì Huệ Trung cũng nhờ Helen đi ra lấy cái tiền đó đi mở phone cho anh Quyền, với lại anh Quyền cần cái gì thì mua cho anh Quyền. Thì nói chung lúc đó anh Quyền anh cũng mới đứng lên, mới bỏ hút. Thì mình mới nói với Huệ Trung á, nếu mà mình giao tiền cho anh Quyền á, sợ anh ngứa tay ngứa chân anh hút nữa, thì mình có bàn với Huệ Trung là mình sẽ giữ số tiền đó để mình mở phone, tại vì không thể đi nhận tiền rồi đi mở phone làm everything một ngày được cả nhà. Hay là cũng bây giờ thì Helen có nói với Huệ Trung, hỏi ý kiến Huệ Trung là Helen giữ số tiền đó để Helen sẽ đi plan cái ngày đi mở phone cho anh Quyền, rồi anh Quyền có cần. Huệ Trung có nói là anh Quyền muốn ăn uống muốn gì đó cái việc mua cho anh Quyền thoải mái đi, dùng số tiền 500 đó, hay là anh Quyền muốn mua gì thì hay là làm theo những gì Huệ Trung nhờ. Đó là sự thật. Nhưng mà cái đoạn của chị Caroline á, quay về Huệ Trung nói là anh Quyền qua đó chỉ có đôi giày, cái đó là không đúng sự thật nha. Hay là xin đính chính, anh Quyền á, trước khi đi á, anh Quyền còn Helen có cho anh Quyền một đôi giày tốt hơn đôi giày mua Walmart, mà anh Quyền thích màu trắng với màu đen, thành ra anh Quyền mang đôi giày Walmart, còn đôi giày kia đó anh Quyền tính phát theo, nhưng mà ba cái vali của anh Quyền đã đầy rồi, anh Quyền không có đem theo được. Hai cái vali anh của mình ở Texas qua chơi, thấy mình bận quá, ông tội nghiệp ông chạy mua giùm hai cái phát bạc để cho anh Quyền phát đồ, tại vì anh Quyền đổi ý đi New York nhanh quá. Cái vấn đề nói anh Quyền qua New York bất ngờ là không đúng sự thật. Tại vì sao? Trước đó đã bàn tán Huệ Trung có offer anh Quyền qua New York là cách đó mấy ngày, thì Helen cũng có bàn với Huệ Trung là ok để sắp xếp này kia rồi sẽ mua vé cho anh Quyền, chứ Helen không có nghĩ là đi nhanh như vậy. Thì sáng ngày hôm sau anh Quyền mới gọi cho Helen là 8 giờ sáng, anh Quyền nói là anh Quyền muốn đi liền hôm nay vì anh không thể chịu nổi nữa, áp lực quá nhiều. Thì cả nhà nghĩ cái đó là bữa, đó là bữa sáng thứ sáu đó mà Helen mất đi làm nữa. Thì Helen có gọi cho Huệ Trung và bàn với Huệ Trung về vấn đề đó, rồi Helen có chở anh Quyền từ chỗ anh Quyền ở ra tới đường center, Helen để anh Quyền ở đó, rồi Helen
đi lên làm khoảng chừng 3 người khách là hai lần cancel khách sau, hai lần về để rước anh Quyền, sợ anh Quyền ở ngoài đó rồi lại có chuyện nữa. Thì nếu như Huệ Trung không có lúc mà hai lần gọi Huệ Trung để nói ok anh Quyền này đổi ý muốn qua New York, nếu Huệ Trung không cho địa chỉ mà mình không gọi được Huệ Trung thì làm sao mình có địa chỉ để mình mua vé cho anh Quyền đi? Hai lần hỏi cả nhà như vậy thôi. Ok, thì Huệ Trung cho địa chỉ rồi Huệ Trung ok ở bên đó, là lúc đó là giống như anh Quyền đi gấp quá không có phòng thì Huệ Trung nói có gì muốn khách sạn cho anh Quyền ở đỡ, thì cái đó là giữa Huệ Trung, cái đó là cái offer của Huệ Trung làm, chứ hai lần không có kêu mà cũng không biết cách nào để làm sao nữa. Mà Huệ Trung mà không đồng ý á thì anh Quyền lấy cái cớ gì, lấy cái nguyên nhân gì đi qua đồng anh đi đâu, cả nhà nghĩ đúng không? Nói thì phải nói đúng sự thật, tại vì á hai lần á không có bóc phốt ai hết, nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật. Thì lúc anh Quyền ở sân bay San Jose á, là sáng đó anh Ân có trả cho anh Quyền 100 đồng thì anh Quyền có xài cái gì đó ăn xôi mặn rồi gì đó, thì anh Quyền còn 85 đồng. Tại vì trước khi hai lần anh rước anh Quyền ở đường center là hai lần đã hỏi anh Quyền là anh còn tiền không, thì anh Quyền móc túi ra đếm thì anh thấy 85 đồng. Ok thì thôi, thì sau đó bắt đầu anh hai lần chở anh Quyền đi về nhà, ghé nhà lấy hai cái phát bạc rồi chở anh về nhà của chỗ mà anh Ân cho ở đó để anh Quyền tắm rửa, rồi hai lần phụ phát đồ với anh Quyền vô hai cái cặp đó, rồi xong á hai lần chạy qua nhà chị Nga rước chị Nga nữa để chở, nhờ chị Nga đi theo đi ra sân bay để lấy cái vé, tại chị Nga bút vé ở trên internet á, nó cũng may mà nhờ chị Nga làm chứ hai lần không biết mấy chuyện đó. Thì khi mà đi ra sân bay á, hai lần đưa tiền cho anh Quyền 100 đồng, có chị Nga ở đó luôn chứ không phải là có một mình hai lần, là tất nhiên anh Quyền còn 185 đồng trong túi. Không biết anh Quyền vô sân bay anh Quyền ăn uống gì rồi delay sao thì hai lần không biết. Ok, tại vì á khi mình đưa anh Quyền vô sân bay á, mọi người còn thắc mắc không biết anh Quyền có lên máy bay hay không đó, cả nhà nghĩ đi. Hai lần chỉ lo lắng khi đưa tiền anh Quyền như vậy đó, sợ ảnh mà không có đi á, ảnh quay lại vừa mất tiền vé, mà cái tiền đó ảnh sẽ có thể là ảnh đâu sống ngoài đường, ảnh ra đường ảnh ngủ, ảnh có thể dùng tiền đó để ảnh mua cái này cái kia, rồi ảnh lại hút chích nữa. Thì hai lần chỉ nghĩ giữ vòng mấy ngày rồi đưa qua bên đó, mà trước khi đưa hai lần cũng hỏi ý kiến của Huệ Trung với anh Quyền rồi. Hai lần hỏi anh Quyền trước, anh Quyền bây giờ 500 này của anh tính sao, anh Quyền nói ơi hai lần cứ giữ đó đi. Mà trước khi anh Quyền gửi tiền cho hai lần, anh Quyền năn nỉ hai lần giữ dùng cho anh Quyền, năn nỉ hai lần biết bao nhiêu lần, hai lần mới mở lòng ra giữ thôi. Thì sau đó hai lần có hỏi ý kiến anh Quyền như thế nào thì anh mới nói là hai lần giữ dùng anh Quyền đi, để anh Quyền qua đây nghỉ mát một thời gian giống như 1-2 tháng cho nó khuây khỏa đầu óc, khi nào anh Quyền về đó hai lần dùng số tiền đó mua vé máy bay cho anh Quyền bay về San Jose đó, anh có nói rõ như vậy. Thì mình cũng gọi Huệ Trung, mình hỏi hết ý kiến hai người, thì Huệ Trung có nói là ok hai lần gửi cái tiền đó cho Huệ Trung để Huệ Trung phụ trả tiền phòng. Thì mình nói anh Quyền thì kêu cái này, Huệ Trung thì nói cái kia, mình là người giữ tiền đứng giữa, tiền thì tiền của anh Quyền. Thì mình có bàn với ông xã mình nói anh ơi Huệ Trung thì kêu vậy, anh Quyền thì kêu vậy, giờ anh thấy sao? Theo hai lần, theo em nghĩ á, bây giờ Huệ Trung qua bển nó đang gồng cái tiền nhà cũng nặng lắm, thôi thì 500 này em nghĩ mà để em nói chuyện với ông Quyền là đưa cho Huệ Trung để chi trả tiền nhà phụ. Nếu như anh Quyền sau này một thời gian ngắn anh Quyền bỏ không hút nữa, anh Quyền muốn bay về San Jose, thì hai vợ chồng mình bàn nhau sẽ cho anh Quyền cái vé bay về San Jose nếu như ảnh bỏ nghiện nha cả nhà. Còn anh còn nghiện là hai lần không giúp đó, là cái lúc đầu là hai lần bàn với ông xã mình là vậy đó. Còn Huệ Trung á, trong cái video clip vừa rồi đó là để là Helen bắt Cali với lại chị Caroline TV ở cái đoạn phút khoảng chừng 26 cho tới 27 phút 20, thì Huệ Trung có nói là Helen có gọi Huệ Trung sau khi Helen nghe một người nhắn tin nói là Caroline nói Helen giữ tiền anh Quyền không muốn đưa, để anh Quyền lên máy bay đi không có đồng nào trong túi, qua bển chỉ có một đôi giày dính chỉ có một đôi giày cũ mang
không được luôn đó. Thì Huệ Trung có nói trong cái đoạn đó là Helen kêu Huệ Trung làm một cái list để nói luận về chị Caroline. Cái này Helen xin đính chính. Helen không muốn vì cái quyền lợi của mình mà đem cái người khác vô để bị ảnh hưởng. Nhưng lúc Huệ Trung nói, Helen gọi qua nói chuyện với Huệ Trung là Huệ Trung bắt cái phone speaker. Ok, thì tất nhiên ở đó không có riêng gì một mình Huệ Trung, có một người nữa, Helen không nói tên luôn, thì mọi người hiểu rồi. Nhưng không vì cái quyền lợi của mình mà mình đem cái tên người đó ra để nói này nói kia thì mọi người hiểu sao cũng được. Thì Helen có nói á, tại vì Huệ Trung á với Caroline á, Caroline á là hai người á, Caroline á là người giúp cho Huệ Trung, dạy cho Huệ Trung làm YouTube, thì hai người có cái mối liên hệ với nhau. Còn Helen chỉ là cái người gieo cái duyên giữa, khi mà Huệ Trung offer Helen muốn giúp anh Quyền thì hai chị em muốn bắt tay nhau giúp anh Quyền thôi. Còn Caroline với lại Huệ Trung thì thân mật hơn mình nhiều, tại vì chị Caroline đã chỉ cho cho Huệ Trung làm YouTube và mỗi lần có cái này cái kia là hai người nói chuyện với nhau. Còn Helen đối với Huệ Trung chỉ là trên phương diện làm việc hợp tác chung để làm một cái key vậy thôi. Thì Huệ Trung có nói là Helen nói với Helen kêu Huệ Trung phải làm một cái clip là để luận về chị Caroline. Helen xin lỗi, xin thề trên có trời dưới có đất, Helen chưa hề nói câu đó. Helen chỉ nghĩ là như vậy, Huệ Trung với chị Caroline đó là hai người bạn, so với mình là thân hơn mình. Mình không có thân, mình chỉ là ở giữa gieo duyên, là cái như gặp nhau bởi vì anh Quyền thôi. Thì Helen có nói là Huệ ơi, cái chị Caroline đó là bạn của Huệ, thì Huệ giải thích cho chị nghe rõ là cái tiền của Huệ là như thế nào nghe. Để nói cái gì mà Helen giữ tiền mà Helen không có đưa, tại vì Helen không muốn làm lớn chuyện lên, cả nhà hiểu không? Nhưng mà Huệ Trung trong cái video á, thì Huệ Trung lại nói Helen kêu Huệ Trung làm, cái đó không đúng sự thật. Nếu như ai nói sai sự thật, người đó sẽ bị trả báo nhãn tiền. Helen xin cam đoan chuyện đó sẽ xảy ra với những người nào nói không đúng sự thật. Helen bảo đảm cái lời nói của Helen đó, một là một, hai là hai. Cả nhà cũng biết cái tánh Helen rồi đó. Ý Helen chỉ có vẻ muốn dàn xếp êm dịu để cho Huệ Trung giải thích cho chị Caroline rõ thôi, chứ không phải có ý định là kêu Huệ Trung luận về chị Caroline về cái vấn đề gì. Không lẽ vì cái vấn đề tiền luận về cái gì mới được chứ, không có gì để mà luận hết trơn á. Tại vì Helen với Caroline cũng không có xích mích gì với nhau hết trơn á, mà Helen cũng chưa bao giờ lôi cái tên ai ra mà nói cái này nói kia, không bao giờ Helen có hết á. Giống như cái YouTube này, cái clip này á, Helen chỉ muốn nói là đính chính những cái gì Helen làm, chứ thật sự Helen cũng không có muốn chuyện này xảy ra. Đối với Helen có những sự việc gì Helen thắc mắc, Helen ít bao giờ nói trong comment lắm cả nhà. Helen đưa lên trên đây để cộng đồng mạng nhìn.
đính chính bà nghe rồi bắt đầu mới quay ra mới gọi Huệ Trung sau đó. Thì Helen, Huệ Trung có nói với Helen, Helen khi mà nghe người này người kia nói cái gì đó là mình phải xác minh rõ ràng, chứ không phải như con nít mà chỉ có nghe rồi không biết đúng sai gì là đã gọi vô để nói này nói nọ. Không sao, Huệ Trung cứ thiệt, cứ việc chà đạp không sao hết. Nhưng mà Helen xin đính chính đó là Helen đã vô nghe cái clip của chị Caroline rồi. Ok, Helen đã nghe cái clip của Huệ Trung tới lui cái đoạn đó mấy lần luôn, để cho chính xác là Helen nhận thức như thế nào. Mình đối với Huệ Trung là một đứa con nít không hiểu chuyện, nhưng ở trên cộng đồng mạng này Helen nói chuyện, cái tư cách của Helen không thể nào bị chà đạp được hết. Tại vì sao? Mình nói có sách mách có chứng đàng hoàng, mình không có thêm bớt, sự thật nó vẫn là sự thật. Trong vòng mấy chục cái video Helen đã từng làm, cả nhà đã coi, ít nhiều cũng biết Helen nói một là một, hai là hai, giúp là giúp, không là không. Tất nhiên Helen chưa hề vu khống ai, chưa hề bóc phốt ai hết luôn. Thành ra cả nhà cũng đủ hiểu biết được Helen là người như thế nào. Ở đây chuyện này Helen không cần phải nói nhiều, thì Helen cả nhà cũng đã hiểu. Ok, Helen có coi một cái đoạn phim về Phật pháp, thì Helen chỉ kể sơ thôi. Cái nạn mình á, một khi nó tới á, là mình không thể nào tránh khỏi cả nhà. Mình tránh được cái nạn này, mình cũng sẽ gặp cái nạn khác nếu như mình không đi qua. Thì giống như có một câu chuyện á, một hôm đó Phật Bà Quan Âm đi ngang qua cái ngôi nhà đã bị cháy, thì cái người đồng tử mà đệ tử của Phật Bà Quan Âm mới nhìn vô mới thấy là trong căn nhà đó có một người phụ nữ lớn tuổi, nhà đang bị cháy, thì người đó đang gào thét để kêu cứu. Thì cái cậu đồng tử mà đệ tử của Phật Bà Quan Âm mới nói với bà Phật Bà Quan Âm là như vậy: tại sao Phật Bà không cứu cái người đó trong khi mình thấy người đó vẫn còn sống? Thì Phật Bà Quan Âm mới trả lời như thế này, bà nói: nếu như bà cứu cái người đó ra khỏi cái đám cháy đó, thì cái người đó lại tiếp tục phải bị một cái nạn khác còn nặng hơn nữa. Thì bà nói á, cái nạn không thể nào tránh khỏi, để cho bà trải qua cái nạn đó, sau khi bà mất đi về nơi cực lạc, thì lúc đó Phật Bà Quan Âm sẽ giúp bà một cách khác. Đó là câu chuyện Helen đã coi trong cái bộ phim đó. Helen nhớ thì giống như Helen cũng vậy, một khi người ta đã có ý định gì với mình rồi, thì cái nạn Helen không thể tránh được hôm nay, không thể tránh được ngày mai, cho nên Helen phải đối đầu, không sao hết. Nhưng mà cũng cảm ơn Huệ Trung đã gác cái tội này lên người Helen. Tại vì cái này chỉ có bị mang tiếng lời ăn tiếng nói chút xíu thôi, không sao, nhưng mà gỡ được cái nạn cho Helen. Cái nạn của Helen có thể nặng hơn, nhưng mà cái này gỡ cho Helen nhẹ hơn. Cái này cũng không có đáng là gì Helen handle được. Không có ảnh hưởng tới sức khỏe đồ, giống như thương tích là Helen mừng rồi. Thì nạn thì phải qua thôi, không thể mình không thể tránh được cả nhà. Thành ra Helen rất là hoan hỷ, không có trách móc gì hết. Nếu mà Huệ không có gán cái tội này lên cho Helen đó, thì người khác cũng có cái tội khác để gán cho Helen thôi. Thành ra Helen không có giận ai hết á. Dạ. Việc của ai, tội của ai thì người đó gánh. Helen cũng không gánh cho ai. Thì trước lúc mà Helen bắt tay với Huệ Trung để giúp cho anh Quyền á, thì Huệ Trung cũng support anh Quyền tiền bạc. Thì khi anh Quyền qua bên đó rồi, thì Helen cũng có bàn với ông xã mình á, chỉ có bàn riêng với ông xã mình thôi. Helen cũng không muốn cho anh Quyền biết để anh ý gì. Thì Helen nói á, Huệ Trung á là người đứng ra giúp anh Quyền ở bên New York. Nếu như cái thời gian á ở lâu á mà tiền nhà nhiều á, thì hai vợ chồng mình cũng bàn tính để phụ với Huệ Trung cái tiền nhà. Giống như mình cũng giúp, nhưng mình giúp giống như giúp phía sau thôi, mình đứng phía sau để mình hỗ trợ, mình giúp thôi. Nhưng mà sau cái video clip Huệ Trung đã cho mình cái tội này rồi, thì mình
giúp tốt hơn á, Helen sẽ nhường. Helen không có dành đâu. Nhưng mà đối với chuyện này thì từ đầu mình biết anh Quyền thì mình cũng tính hỗ trợ Quệ Trung cái phía sau, để có gì khi emergency Helen có thể phụ với Quệ Trung một tay. Nhưng mà thấy cái cảnh mà mới cái video này ra thì Helen thấy vậy chắc là Helen đã đủ hiểu rồi. Thành ra Helen ngừng luôn, không có giúp nữa. Thì coi như để cho Quệ Trung muốn giúp anh Quyền như thế nào là đó là chuyện của Quệ Trung. Và Helen xong với cái anh Quyền rồi. Với lại Quệ Trung á, có đăng một cái video trước đây thì Quệ Trung có nói là Quệ Trung có muốn sẵn một căn phòng 400 đồng cho những anh chị anh em ở vô gia cư ở dưới suối, nếu muốn thay đổi cuộc sống ở dưới suối mà muốn qua New York, hằng Quệ Trung sẽ giúp cho anh em qua đó. Mà Quệ Trung có nói Quệ Trung muốn cái căn phòng 400 đồng. Quệ Trung có nêu tên là gì, anh Quyền với lại Sĩ với lại một hai người nào đó, bất cứ người nào qua thì Quệ Trung cũng cho ở căn phòng đó 400 đồng để có thể là thay đổi cuộc sống hay là đổi gió gì đó. Thì cái ý định này Quệ Trung cũng đã có sẵn rồi chứ không phải là bất ngờ gì hết cả nhà. Đây là mình chỉ nói những cái vấn đề mà trên cái video của Quệ thôi nghe, còn những cái vấn đề giữa mình với Quệ mà nói phone với nhau đó, hay là xin giữ kín chuyện đó. Nói thiệt, mình tuy là phụ nữ nhưng cách làm việc của mình rất là quân tử. Mình không bao giờ đem những cái chuyện mà tâm sự từ của Quệ Trung ra đây mà để bóc, để mà giống như là để đấu đá với Quệ Trung, là Helen không làm nghe Quệ Trung. Helen hứa với Quệ Trung những cái gì mà Quệ Trung nói về cái chuyện đời tư của Quệ Trung á, Helen sẽ không bao giờ đem lên đây mà để đấu đá với Quệ Trung đâu. Cho dù Quệ Trung có chà đạp, có nói đổ lỗi này đổ lỗi kia cho Helen, nhưng Helen vẫn không trách em đâu. Đối với Helen, Helen đối với Quệ Trung á, thật sự á, thấy Quệ Trung ở đây có một mình à, hay là cũng đồng cảm rồi cũng muốn chia sẻ, giống như là để có người mà mỗi khi có chuyện gì cũng có người để mà tâm sự, thì hay là chỉ nghĩ cái đầu quay đó thôi. Nhưng mà thấy vậy Quệ Trung mạnh mẽ quá, Quệ Trung thông minh quá, thôi thì hay là xin ngừng cái ý nghĩ đó lại. Tại vì mình là con nít, mình nói ra mất công Quệ Trung lại cười mình nữa. Trong đầu của Quệ Trung coi mình như một con đứa con nít không hiểu chuyện thì mình đâu có thể làm bạn được, đúng không? Thì nói ra ở đây thì nói chung hai chị em mình cũng không có gì, cái vấn đề cũng không có gì to tát, nhưng mà đây chỉ là cái video Helen muốn đính chính những gì Helen đã từng làm với Quệ Trung thôi, chứ còn thực sự ra mà để hơn thua với Quệ Trung thì Helen không có ý định đó. Nói thiệt sự vậy ha, Helen đối với Quệ Trung cũng vẫn như xưa thôi, nhưng mà những cái chuyện gì đã nói rồi về cái trong việc hai chị em mình giúp anh Quyền đó thì Helen xin ngừng vậy thôi à, còn ngoài ra thì vẫn bình thường. Cái tiền mà anh Quyền nói anh Quyền hết tiền á, anh Quyền có tiền trong túi á, mình thấy anh Quyền có đội cái nón của New York, nón kết của New York anh Quyền mua mà nó tất nhiên anh Quyền xài những cái vấn đề không cần thiết, bởi vậy hả mới hết tiền thôi. Chứ thật sự 180 đô có đi chảy mà có ăn uống một lần ăn hay là cho dữ lắm mấy chục đồng, khoảng chừng mười mấy 20 đồng thôi, ăn bao nhiêu lần bao nhiêu bữa sao mà hết được 180 đồng. Tại vì hay là anh Quyền dùng số tiền đó mua những cái vật dụng không cần thiết thì thành ra tiền của anh Quyền mới hết thôi. Chứ thật sự 180 đồng đi hơn một đêm một ngày cũng không có thật. Tại ban đêm đâu có ăn đâu, cả nhà cho dữ lắm anh Quyền ăn 4 lần meal đi thì nhiều, một lần cho 20 đồng để 4 lần meal cũng có 80 đồng thôi. Rồi tiền là anh Quyền dư xăng mà để đi taxi đồ này kia luôn, hay là đã tính sẵn hết rồi. Và khi anh Quyền qua đó là Helen cũng đã nói chuyện rõ ràng về vấn đề tiền bạc rồi. Helen muốn gửi Zelle, gửi Venmo cho Quệ Trung mà cả hai người đều không có cái đó để Helen gửi. Helen phải đi xa hơn cái chỗ nhà Helen, mà mấy hôm nay thì Helen lại giúp Bi nữa, không có thời gian luôn cả nhà. Chứ Helen giữ tiền làm cái gì, cả nhà không thấy cái check của chị Liên Vũ đưa không gài bao nhiêu lâu rồi, Helen chưa cash nữa. Cả nhà nhìn tại sao Helen lập cái check phía sau, Helen chưa ký tên, tất nhiên là Helen chưa lấy rồi đúng không? Để cho cả nhà thấy đừng nên vu oan cho Helen, tự nhiên mình tạo cái nghiệp cho bản thân của mình vô lý vô cớ thì như vậy là không có đúng. Trước khi mình làm cái clip này thì mình Quệ Trung hồi lúc mà mình nghe cái clip của Quệ Trung xong á, mình có gọi cho Quệ Trung để mình đính chính trước, thì Quệ Trung không có bắt phone, nhưng mà một hồi sau Quệ Trung mới gọi, Quệ Trung nói lúc đó Quệ Trung đang ở với anh Quyền, thì sau đó Quệ Trung mới gọi là cho Helen lần thứ nhất. Helen tính không có bắt phone tại vì Helen thấy tại có thể là Quệ Trung không muốn nói chuyện nữa thì Helen muốn bắt
ví dụ cộng đồng mạng nói á, thì Helen có thể bỏ qua tại vì người ta không có hiểu sâu sắc lắm về những cái người làm YouTube. Nhưng mà anh chị em làm YouTube thì đã ít nhiều cũng hiểu được, đã trải qua những cái comment, chịu đựng những cái comment khó nghe hay là những, nói chung tốt xấu đều có hết. Thì mình đã từng làm YouTuber thì những cái chuyện đó không thể tránh khỏi. Thì tại sao mình là người đã từng trải đi trước Helen và không hiểu chuyện đó mà lại quay lại để bóc phốt với nhau, để nói nhau nói tốt xấu ra để cho mọi người này, những người ta hiểu chuyện không sao, những người không hiểu chuyện người ta vô ta cười, người ta nói là YouTuber ở đây hả giành giật với nhau, chà đạp với nhau vì những người vô gia cư. Thấy có mắc cỡ không? Thì khi Quệ Trung nghe Helen nói là Helen sẽ làm một cái clip lên, thì Quệ Trung có nói là bà làm cái clip lên đó bà cẩn thận để thôi người này người kia vô người ta lại nói là hả nói qua nói lại tôi với bà này nọ. Nó không, Helen không có cự cãi gì với Quệ Trung ở đây. Helen cũng nói là quay đầu, Helen cũng không có giận gì ai ở đây luôn, cả chị Caroline Helen cũng không có mean gì Quệ Trung với chị Caroline hết. Nhưng mà cái gì đúng sai Helen phải muốn đính chính cho bản thân của mình thôi, còn những cái gì mà riêng tư Helen không bao giờ đem vô đây để mà hơn thua với lại Quệ Trung hết. Quệ Trung có thể làm theo cách của Quệ Trung làm, nhưng mà Helen vẫn quân tử làm theo cách của Helen. Khi cái YouTube của mình có lên nhanh hay chậm, có nhiều view hay không là do cách mình run nó. Ở đây Helen không hề ganh tị với ai. Helen đã từng nói là cái YouTube của mình có được may mắn để một cộng đồng mạng vô ủng hộ hay không là tùy cái duyên phước của mỗi người có. Không bao giờ mà mình đi ganh tị với những người không bao giờ mình đi ganh tị với những người mà YouTube của người ta có nhiều view. Tại vì mỗi người đều có một cái phước phần khác nhau. Mình không có phước thì mình không được cái phần đó. Mình đi ganh tị với người ta, mình tạo thêm cái nghiệp mà mình cũng trả được cái view lên, đúng không? Thành ra Helen tùy duyên thôi cả nhà. Cả nhà thương, cả nhà thấy đồng cảm với cái việc Helen làm, tin tưởng Helen thì cả nhà cho Helen một cơ hội để Helen có thể tiếp tục cái công việc của Helen, để Helen thời gian sẽ cho cả nhà thấy được Helen như thế nào. Ở đây Helen xin lỗi những gì đã xảy ra với Caroline, với Quệ Trung. Cái từ xin lỗi không nghĩa là mình sợ cái gì mà mình xin lỗi. Cái từ xin lỗi là cái đó là cái cách lịch sự thôi. Chứ thật sự mình không làm nhưng mình vẫn xin lỗi. Cái đó là mình muốn chỉ hòa duy quý, mình không có muốn thêm kẻ thù, mình chỉ muốn có thêm một người bạn thôi. Người bạn trên YouTube cũng được, không cần thiết bạn là phải nói chuyện phone hay này kia, không có, bạn trên YouTube cũng được. Khi mình làm từ thiện, cái tâm mình phải hoan hỷ cả nhà. Nếu mà mình tính toán mình chi li như vậy thì mình sẽ cái tâm mình chưa có thiện rồi. Thành ra hai lần lúc nào cũng hoan hỷ, những cái việc gì xảy ra ai nói với mình cũng vậy, mình cũng hoan hỷ bỏ qua. Cái tánh Helen rất là thẳng, khi mà Helen nói xong cho trên video clip của mình xong thì Helen để xuống, chứ Helen không có phải nghiêm nghiêm cái đầu mình hoài. Với lại một cái vấn đề nữa là khi hôm qua mình có post một cái bài về cột xi măng đó cả nhà, thì vui lắm. Tối Helen vô cái Facebook của Helen đó, chỉ trong vòng không có bao lâu hết, Helen không có biết rõ bao lâu, nhưng mà khi Helen mở cái Facebook lên á, có mấy chục cái mặt mà giống như cái mặt mà giận dữ đó cả nhà, có mấy chục cái mặt như vậy vô những cái video clip trên YouTube của Helen hết. Như tại vì Helen share vô cái Facebook của Helen á thì có tới mấy chục cái, lần trên 30 cái mặt đỏ như vậy, còn một cái nữa là comment ngay cả nhà. Nhưng mà ba cái hình đó đều là người đàn ông che mặt, Helen cũng không có nhớ tên nữa. Thì trong một cái, có một cái comment thôi, nhưng mà trong cái comment đó có dùng một cái từ rất là thất học. Nói là sao? Nói là cái bộ phận sinh dục của phụ nữ á, chữ L á, là cả nhà biết rồi, Helen đàn bà mà Helen còn không muốn nói cái chữ đó ra cái cửa miệng, mà không biết đàn ông sao người ta nói được cái chữ đó ra, mình cũng không hiểu luôn.
Thì sau khi cái bài của đăng lên á, là tối đó Helen giống như là bị phản hồi như vậy đó, thì Helen nói để cộng đồng mạng hiểu, giống như là giặt áo cho người xem lưng rồi. Cả nhà hiểu không? Tự nhiên một người hồi lúc Helen làm tới bây giờ cũng từ tháng 11 tới giờ, Facebook của Helen giống như là share mấy cái video clip về YouTube á, chỉ có là mấy người ơi vô coi rồi like rồi này kia đơn thuần thôi. Nhưng mà hồi tối hôm qua là Helen nhận mấy chục cái một lượt luôn, cái mặt rất là giận dữ. Rồi thêm một cái câu comment bậy bạ nữa, tục tiểu nữa. Mà theo Helen nghĩ á, một người đàn ông á mà người ta nói ra những cái từ, không có nói nhưng mà người ta dùng cái tay người ta viết những cái chữ dơ như vậy á, mà người ta không thấy gớm. Helen chỉ có đọc thôi là Helen thấy gớm rồi, là Helen delete hết, Helen lock luôn ba cái, có ba cái account tên khác nhau ha. Nhưng mà có một cái một á là gửi cái mặt dữ qua là ba mươi mấy cái mặt dữ với một cái comment đó, là nói cho cả nhà biết là cả nhà đã hiểu cái người đó là ai rồi đúng không? Nhiêu đó đủ rồi, Helen không có cần phải nói rõ ràng, không có cần phải đoán nữa. Tại vì khi mà người ta tại sao người ta nói mình được mà mình đính chính thì người ta lại giận dữ rồi lại tỏ vẻ rồi nhảy vô Facebook để quấy rối cả nhà. Thì cả nhà hiểu rồi, đàn ông á còn nhỏ mọn hơn đàn bà nữa, có cái gì cứ lên đây nói. Nếu mà ở trên cái YouTube này thì mình nghĩ rất là nhiều người biết tới người đó đúng không? Thành ra người ta bây giờ muốn vô Facebook của mình đặng ít ai để ý, đặng người ta quậy cái Facebook của mình. Nhưng mà Helen đâu có khe đâu, dư luận mà mình chấp nhận lên trên pháp lịch rồi là mình handle được mấy cái chuyện đó, mình mới lên đây, mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, biết là nó có áp lực nhiều hơn mình chuẩn bị. Nhưng mà một khi Helen tuy rằng là phụ nữ, nhưng một khi mình đã quyết định mình làm rồi là mình thẳng tiến, chứ mình không có một cái nguyên nhân gì để cho Helen thụt lùi hết á. Tại Helen không có làm cái gì mà gọi là sai trái hay là có lỗi với ai hết. Helen vẫn làm theo cái tâm của mình, thành ra Helen vẫn tiếp tục làm, không ai, cho dù mọi người có nói gì, có chà đạp gì đi nữa, Helen vẫn làm cái việc này giống như từ đầu Helen đã nói. Thì đây cũng là một đoạn băng để mình muốn đính chính lại. Rất là cảm ơn những anh chị em đã vào cái clip của Huệ Trung, có cái niềm sự tin tưởng về Helen, cách làm việc của Helen. Rất là cảm ơn rất là nhiều anh chị em đã ủng hộ tinh thần Helen bằng những cái comment trên cái clip của Huệ Trung. Cảm ơn rất là nhiều. Đó là mọi người đã tiếp sức cho Helen đi tiếp tục con đường của Helen là thiện nguyện cho nó được vững vàng hơn, và mình cũng có một cái sự tin tưởng từ anh chị em đặt cái niềm tin đó lên mình. Thì mình sẽ không bao giờ để cho anh chị em cộng đồng mạng thất vọng vì những gì Helen đã làm. Thật sự những cái Helen cho đi, không lẽ giờ mười mấy hai chục đồng Helen cũng kể, Helen kể không biết bao nhiêu mà nói cả nhà. Tại vì Helen đã làm cái này hơn 4 năm rồi, cả nhà nghĩ đi. Những cái mà Helen đưa lên đây á chỉ là một phần nào của Helen làm thôi. Nếu mà Helen kinh doanh từ thiện hay lợi dụng người khác đó, Helen không cần phải đi làm. Helen sống bằng cái nghề YouTube này, Helen không cần phải đi làm ha. Nhưng mà tại sao Helen vẫn đi làm? Tại vì Helen muốn có một cái income ổn định cho mình. Khi mình không có tiền từ YouTube hay là tiền đóng góp vô cái quỹ nấu ăn của mình, thì at least mình cũng continue được cái việc nấu cơm của mình, ít nhiều tùy theo khả năng, tùy theo cái lương của mình làm được. Thành ra Helen vẫn kiếp cái việc làm của Helen, vẫn đi làm rồi vẫn giúp người. Xin cảm ơn Helen đã làm phiền đến anh chị em cô chú bác trên cộng đồng mạng vì mấy cái drama này. Thật sự cây muốn lặng gió chẳng ngừng cả nhà. Biết là cả nhà cũng khuyên Helen là coi như là giống như ai nói gì cả người ta, mình cứ làm chuyện của mình. Nhưng mà đôi khi mình đã lên pháp lịch rồi cả nhà, người ta dồn mình quá thì mình cũng phải có cái tiếng nói lên để mình đính chính cho bản thân của mình. Thật sự mình không phải mình đính chính để mình khoe cái bản thân mình giỏi hay gì, no. Nhưng mà mình cũng phải có cái tiếng nói. Nhưng mà không phải mỗi người nói mình đều vô phản kháng, vô
vô trả lời này kia, không có. Có vài hai ba người vô thì Alan sẽ bắt đầu nói lại. Ví dụ nhiều cái gì mà quá là áp lực với Alan thì Alan phải nói rõ ràng, nhưng mà Alan luôn luôn lúc nào cũng đưa lên trên cộng đồng mạng để mọi người nhận xét giúp Alan, chứ Alan không có muốn tự phán xét một mình. Khi mình phán xét một là mình á thì mình sẽ làm sẽ không có được chuẩn, thì mình muốn nhờ cộng đồng mạng theo dõi. Cộng đồng mạng là mình á thì có hai con mắt, nhưng mà cộng đồng mạng có rất là nhiều, trên toàn thế giới này rất là nhiều người Việt sẽ coi, và nhiều người đánh giá cho cái ý kiến, thì hay hơn là một mình suy nghĩ một chiều đó. Anyway, Helen xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ cái clip của YouTube của Helen, để Helen kiếm được cái kinh phí để Helen có thể nấu cơm phát cho những người vô gia cư khó khăn ở San Jose. Còn nếu mà kinh phí của Helen có thêm thì cả nhà sẽ xem Helen sẽ giúp ở bên Việt Nam, mà Helen có sẽ có người, Helen sẽ hướng dẫn một người để quay phim, rồi để Helen đăng lên YouTube để cho chứng minh cho cả nhà thấy những gì Helen nói Helen sẽ làm được. Kính chúc cả nhà một ngày thật an lành, thật nhiều sức khỏe và luôn luôn được hạnh phúc. Xin cảm ơn cả nhà.